Tất cả mọi người đã sẵn sàng và chúng ta chuẩn bị chuyến bay thôi nào Hello, xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình là coi mình quay trở lại rồi đây Hôm nay chúng ta sẽ đến với lại một câu chuyện về set Kakarot Vậy thì mọi người hay đặt ra câu hỏi là anh coi ơi Set Kakarot làm sao để có cái set kích hoạt như set pan? Xét biến khí xét cà rốt thì làm sao để có à anh? Cơ bản là úp thôi anh em, úp nhẹ nhàng, úp cành đào thôi Đây, và hôm nay chúng ta sẽ được chiêm nghiêng một cái ạc mà mình đã từng làm clip rồi 40 tỷ, làm nhiệm vụ ukulele Và mình đã từng làm clip ạc này rồi, chắc anh em theo dõi clip của mình Anh em cũng biết đó chính là củ cà rốt, ca cà, cà rốt Và hôm nay nó đã tới cái nhiệm vụ là diệt trung uy trắng rồi Và ở đây chúng ta có một xét ca cà, cà rốt Sau 19 ngày úp anh em ạ, đúng 19 ngày Đúng 19 ngày không sai một ly và không đi một dặm nào cả Đúng 19 ngày thì Ark này đã có một set Kakarot trong tay Vậy thì trong vòng 19 ngày đó Ark này đã úp được những gì Chúng ta cùng nhau về nhà để xem nhá Và trong 19 ngày úp có mầm đậu Thì chúng ta có thể úp được những đồ như sau Hiện tại thì cây đậu thần đang là cây đậu cấp 2 Và chúng ta úp được là gồm 1, 2, 3, 4, 5 Như vậy là một set Kakarot mình đang mang Cùng với lại ở trong rừng là có 5 món nữa Như vậy là tổng cộng là 10 món 10 món kích hoạt đã được úp trong vòng 19 ngày 19 ngày có mầm đậu anh em ạ Vâng khá là phiêu lưu và thú vị đó anh em ơi 19 ngày vất vả, 19 ngày treo và 19 ngày úp liên tục Thì cuối cùng chúng ta đã có được một set Kakarot trong tay Vậy mầm là gì ạ? Mầm là khi mà chúng ta lập ác chúng ta có một cái mầm ở ngay sau chữ thần xây ra cấp 2 này đây Chúng ta có một cái mầm và cái mầm nó tồn tại trong vòng 720 giờ Tức là một tháng trời và trong vòng một tháng trời đó thì anh em đi úp úp quái ở đồi hoang thì anh em có thể dễ dàng rơi ra đó là những món đồ xây ra thì những món đồ như là nè này, Napan hay là đích Đấy ok. Thì nói chung là trong vòng 720 giờ đó có cái mầm đó thì anh em sẽ úp ra được những cái món đồ kích hoạt ở ngay cái đồi hoang. Ở xây ra thì đồi hoang, Namex thì ở cái đồi nấm tím hay gì đó cái quái mà 200 HP anh em. Đây ok thì ở đây là chúng ta có là sau 19 ngày vất vả thì cái hạt này đã có được một set Kakarot và chủ hạt yêu cầu cái giá là 5 triệu Việt Nam đồng hoặc là thẻ siêu rẻ thẻ cao siêu rẻ AZ Pro. Đây là chủ ạc yêu cầu, tức là chủ ạc này là laser 7 server anh em có thể liên hệ trực tiếp với laser 7 server hoặc có thể liên hệ với, với, mình để có thể mua cái ạc này nha anh em. Đấy thì nói chung là chủ ạc yêu cầu sao thì mình nói lại vậy nha anh em. Chứ ạc này là thực chất là nó vô giá trị anh em. Ở server 2 nó cực kỳ hiếm và có tiền thì cũng rất là khó mua. Và hôm nay chủ ạc đã chào giá là 5 triệu. Đấy ok. Trên người mang một set Kagarot và ở đây chúng ta có đó là hai món ca cà rốt nó rất là tiện luôn tại vì sao tại vì cái xe ca rốt chúng ta mang ở trên người này chúng ta có thể ép sức đánh còn hai món này chúng ta có thể em hút HP hút HP vào thì khi nào mà chúng ta cần thì chúng ta có thể là trao đổi lẫn nhau là chúng ta có thể là uh, mang đồ rặt p vào đánh quái cho nó dễ bem cho nó dễ hay là úp tiềm năng sức mạnh cho nó dễ ok đầy đủ đầy đủ và cái hack này rất là ngon cái giá 5 triệu thì mình nghĩ khá là hợp lý tại vì ở xe 2 nó cực kỳ hiếm như xe 4 xe 5 xe 6 thì nó khá là nhiều nhưng mà xe 2 xe ca rốt mình nghĩ là có tiền cũng rất là khó mua luôn và ở đây thì hạt này là có là gồm là uh, có thêm ba món nắp pan nữa và không đủ một set tại vì đã hết mầm đậu rồi không úp được có một cái răng vô hình đấy khá là phiêu lưu ký luôn ở đây chúng ta có một cái nội tài là biến hình 15 trăm và một con khỉ cấp 4. Vâng cái à khá là ok men. 40 tỷ sức mạnh còn dư đó là 1 tỷ 1 tỷ 3. Rồi ok ác à khá ổn đệ thì mới 2k thôi. Nói chung là chỉ có một set card một cái mô hình với là một cái Android 13 và chủ ạc trào giá 5 triệu vậy thì mình nói sơ qua đó là à, anh em đừng có nghĩ là thủ thuật hay con mẹ gì hết anh ạ mình nghĩ là đừng có thủ thuật con mẹ gì cả anh em cứ đầy đủ còn mầm đậu ạc của anh em còn mầm đậu sau khi anh em lập bạc xong anh em sẽ có mầm đậu sẽ có một cái mầm đậu ở sau cái ạc ví dụ như là cái ạc này nếu như còn mầm đậu là sẽ có một cái mầm đậu sau thần xây ra cấp 2 nha anh em thì à, có cái mầm đó mầm đậu đó thì anh em cứ việc là ra đồi hoang anh em Úc thôi đấy tùy theo hành tinh nào thì anh em Úc ở hành tinh đó ok Ví dụ như cái ạc này thì uh, xây ra thì anh em sẽ úp ở đồi hoang này. Đấy mình sẽ chạy ra đồi hoang và đánh những con quái này. Ngày nào cũng đánh, ngày nào cũng đánh đánh 24 đến 24 và trong vòng 19 ngày thì đã có là 10 món uh, kích hoạt xuất hiện ở cái ạc uh, củ cà rốt cà rốt này và có hên may mắn làm sao có đủ một set luôn anh em. Như vậy là chúng ta có đầy đủ một set ca cà rốt rồi. Và bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ danh trại cho nó luôn để test từ coi set Kakadu chưa có sao valet này nó sẽ mạnh cỡ nào và để cho anh em biết được là set Kakadu kinh khủng cỡ nào anh em. Cái hack này chỉ mới 40 tỷ nha anh em. Mình sẽ không hợp thể luôn, mình chỉ mới mang là một cái Android 13 cùng với là một set Kakadu thôi nhá. Rồi bắt đầu nào anh em ơi, mình sẽ gắn khỉ và gắn đấm vào này anh em. cái cái set này thì nói chung là cộng 5 món thì sẽ cộng 100 trăm sát thương đấm galaxy đo anh em. Và chúng ta sẽ cài đống garlic vào Chúng ta sẽ cài khỉ vào ô số 3 Chúng ta sẽ cài tái tăng năng lượng vào ô số 2 Và đây ô số 2 chính là tái tạo năng lượng Ô số 3 sẽ là biến khỉ vào ô số 1 là bếp rồi ok, ở đây thì chúng ta có là một con khỉ cấp 4 và chúng ta sẽ đem thử coi chè carrot 5 món sẽ cầu 100 trăm sát thương đấm garlic nhá. Mình sẽ đấm từ nơi nào. Ôi trời ôi, kinh khủng vãi ca trưởng ra luôn anh em ơi. Ôi mẹ ơi, vãi trưởng thật cân luôn nhiệm vụ chứ gì, gì nữa anh em quá mạnh đi mọi người ơi, đây chỉ mới là một set uh, bình thường thôi, một set chưa nâng cấp chưa gì cả anh em, một set hoàn toàn zin nha anh em. Đây là một set hoàn toàn zin, vâng chỉ là một set hoàn toàn zin thôi mà bên đã quá mạnh như thế này rồi. Thì dù như mà set này lên 3 sao, 4 sao, 5 sao thì nó mạnh cỡ nào. ác này là một đặc hoàn toàn zin nha anh em. Tất cả mọi thứ đều zin, tất cả mọi thứ đều là free cả anh em ạ. Tất cả mọi thứ đều là free sau 19 ngày Úc vất và cùng với lại uh, uh, cái mâm đậu 720 giờ chỉ mất 19 ngày thì chúng ta đã có được 10 món kích hoạt và trong đó là có uh, 5 món cà cà rốt rất là tuyệt vời uhm, chỉ có trong vòng 19 ngày thôi Vâng và chủ hạc yêu cầu cái giá đó là 5 triệu Mình nghĩ là nếu như mà tính về sức tính về công Thì 5 triệu nó là quá rẻ rồi Trong vòng mà uh, 19 ngày up liên tục Rất là vất vả luôn Và sau trong 19 ngày đó thì anh em phải bỏ thời gian lên Đó là up cái hạc này lên 40 tỷ đó Anh em có thể up một cái hạc là hai k sức mạnh ba k sức mạnh nhá Đấy, cái hạt thì không yêu cầu sức mạnh để úp được sẽ kích hoạt nhá. Thì cái hạt này là chủ hạt nó rảnh rồi nên là nó úp lên 40 tỷ để úp set kích hoạt cho nó dễ. Và đúng như mình đã nói thì 19 ngày, 19 ngày liên tục thì đã có một set ca rốt vâng rất tuyệt vời. Quá phiêu, bèm quá mạnh, quá dữ luôn, không còn gì để nói nữa, mình phải nói rằng khẳng định nó quá là chất lừ luôn. Đấy, anh em nên nhớ rằng một đặc tạo ra là uh, có là mầm đậu, mình không cần nhắc lại nhiều lần nữa ha sẽ có là 720 giờ mầm đậu một ác sẽ có 720 giờ mầm đậu tức là 30 ngày thì trong vòng 30 ngày đó anh em mà úp xét kích hoạt thì anh em úp trong vòng 30 ngày đó nếu như mà anh em úp không ra nhá anh em úp không ra thì mình cũng chịu thôi trong vòng 30 ngày đó mà anh em úp sẽ kích hoạt không ra đấy thì mình cũng đành bó tay con mẹ là chấm com luôn anh ạ đấy tại vì sao tại vì mà khi hết mầm đậu rồi thì anh em có úp nóng đéo ra đó mình nói chung là vậy hết mầm đậu rồi thì có úp nóng đéo ra đâu đôi khi đôi bạn lại kêu là anh còi ơi tại vì sao em úp hoài nó không ra sẽ kích hoạt em úp 10 ngày nó không ra cơ bản là các bạn đéo có ấy thôi các bạn đéo có mầm đậu thì úp nó đéo ra thôi và một cái mầm đậu nó chỉ tồn tại trong vòng một tháng một tháng thì uh, nói chung là bảy năm hai mươi tiếng đó anh em trời đánh cực kỳ thấm luôn đánh trung uy trắng mà bảy mươi k một hít luôn rất là t vâng bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tiêu diệt bulon lon nhiệm vụ trung uy trắng hồi xưa mình thực sự làm rất là nhiều và gặp rất là nhiều khó khăn còn bây giờ thì nó khá là dễ tại vì uh, uh, thời gian nó làm mòn tất cả anh em đúng là thời gian uh, thứ tồn tại duy nhất những thứ khác không quan trọng anh em ơi Vâng, trung uy trắng rất trâu bò. Vâng, chúng ta có thể thấy được một con trung uy trắng à, cực kỳ là chất lừ. Bây giờ mình đang à, cố gắng bem nó sắp mặt đây, nhưng mà có vẻ như khá là trâu bò đấy anh ạ. Bem rất là kinh khủng luôn. Cái hạt này mặc dù à, à, ạc zin nhưng mà bem cũng rất là đau, 81k một hit. Vâng, có vẻ rất là đau và đã cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ đấy anh em ơi. Một viên ngọc rồng 7 sao. Đây anh em có thể thấy đấy. Một cái hạt chỉ mới bốn mấy tỷ sức mạnh thôi, mang một set ca rốt mà nó mạnh cỡ đó anh em. Quá kinh khủng luôn. Mình chỉ dùng từ là quá kinh khủng Anh em chưa hiểu được cái đầu mạnh đâu Mang 5 món vào Thay vì thí dụ như mà ở đây sức đánh Mình chỉ nói sơ sơ thôi nhá Sức đánh là của anh em sức đánh gốc nha Mình sẽ tháo một món ra Đấy mình sẽ tháo hết ra sức đánh gốc của anh em là 22k Thì uh, mình nghĩ là anh em chỉ cần bem trong vòng là 40 đến 45k Nhưng mà sau khi anh em mang đủ set ca rốt này vào Thì anh em sẽ bem lên tới là 90k Có thể là 85k Có thể là 90k Nó cực kỳ trâu bò Mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi, thôi Đây là một set chưa nâng cấp nhá ở đây này một sao valet nhưng mà chưa ép gì hết này đấy một set hoàn toàn xin luôn còn lại những món ở trong hành trang hai món ca đột kia thì anh em có thể ép hút máu nó sẽ chơi rất là dễ hơn rất là nhiều luôn và ok chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ uh, trung vị trắng và bây giờ nhiệm vụ uh, đạt 50 triệu sức mạnh thì một số bạn lại hỏi là anh có ơi sao em đủ 50 triệu sức mạnh rồi nhưng mà cái nhiệm vụ đạt 50 triệu sức mạnh này nó lại không thành công thì cơ bản là một là lác là anh em ao ra và vô lại cái thứ hai là anh em có thể qua thành phố Vieta và sau đó thì anh em có thể là ấn qua là qua bên nắp rồi ok như vậy là chúng ta có thể hoàn thành xong cái nhiệm vụ là đạt 50 triệu sức mạnh đấy ok để mình xem lại cái nào vâng chúng ta có thể đánh cái con nắp này để hoàn thành nhiệm vụ nha anh em đấy rồi ok như vậy là mình đánh một thì thôi là nó đã đạt 50 triệu sức mạnh rồi với cái hạc zin uh, như thế này thì theo anh em nghĩ thì làm nhiệm vụ nắp thì nó quá là khó khăn đúng không nhưng mà thực sự nó cực kỳ đơn giản luôn mình nghĩ nó cực kỳ đơn giản luôn tại vì là với cái sức mạnh là một set ca đốt trong người này thì mình nghĩ là không có con quái nào không có con bót nào ở trong cái nhiệm vụ uh, phi xe tại xây ra này tiêu diệt bọn tay ra phi xe tại xây ra này có thể ngăn cản được quá mạnh quá trâu bò và cái ác này vốn dĩ là cũng 40 tỷ sức mạnh rồi vâng ác rất ngon và chúng ta có thể dễ dàng up lên được rồi ok một lần nữa là mình gọi là làm cái clip này cho anh em xem đó là cái set zin luôn rất là mạnh cực kỳ mạnh luôn và rất là trâu bò giá năm củ anh em nào có ngừng ngấu hứng mua thì liên hệ ngay mình năm củ ở đây là năm củ tiền việt năm đồng nhá hoặc là năm củ thẻ siêu rẻ nha anh em rồi được rồi nói chung là mình cũng bán dùng người ta thôi mình cũng nói dùng người ta thôi chứ mình cũng đéo được con mẹ gì đó nói chung là anh em là như vậy còn anh em nào mua thì liên hệ trực tiếp với laser bảy server youtube của laser bảy server cũng được còn thích tiền liên hệ mình ok nói chung là mình giới thiệu cho anh em 720 giờ là cái mầm đậu còn cái hạt này là Úc trong vòng 19 ngày có 10 món kích hoạt và một set carrot ok rất tuyệt vời Cảm mọi người rất là nhiều Anh em thắc mắc sẽ caro khá là nhiều Và sẽ kích hoạt khá là nhiều Ở ba anh tinh mọi người hỏi khá là nhiều Và úp bao nhiêu lâu Một ngày úp mấy tiếng Đồ này nọ này nọ Và thông qua cả clip này thì uh, Mình nói lại một lần nữa cho anh em Đó là mầm đầu tồn tại trong vòng 30 ngày Và trong vòng 30 ngày đó Anh em úp không ra sẽ kích hoạt Thì ngày 31 úp sẽ không ra nữa Và trong vòng 30 ngày đó Anh em nào siêng anh em nào cố gắng thì chắc chắn ông trời sẽ bù đắp cho anh em mình sẽ bù đắp cho anh em một xét thôi ok cảm ơn mọi người rất là nhiều con đen đen thì chịu con mẹ nó rồi anh em ơi